Hai anh đang tập thể lực. À, anh 80 kg, anh 60 kg, hai hạng cân trên lệch. Cái đó phải đánh chậm quá. Nè. Em trợ qua chút xíu. Nhẹ nhàng mà đánh dĩ nhiên nó phải liền. Nó liền thì nó mới nhẹ. Dừng lại cái nó mất cái. Đang tập thể lực nha. Nhẹ nhàng. À, phải chậm. Hai hạng cân trên lệch. Ồ. Nó đang đánh người rồi. À. Không có vơ vơ rồi. Dạ. Tiếp tục nó chỉnh rồi. Được rồi, được rồi. Dạ. Được rồi. Ok, nếu mà tốc độ là một nhịp luôn đi. Một nhịp luôn. Đó. Nhanh luôn à? Dạ. Khỏi bắt chớn. Vô làm luôn. Vô làm luôn. Đó. Tập thể lực. Hàng cân kia nặng quá. Đó, đó. Ok đó. Nó đỡ mất nhịp. Đó, ok.